Tình nguyện mến chào và cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại kênh. Trên trang truyền thông giáo xứ Phương Lâm có đăng bài hân hoan kính báo giáo xứ Phương Lâm chuẩn bị có thêm tân linh mục dòng Don Bosco. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho thầy phó tế Augustino Trần Đỗ Phúc là con dân họ Bảy giáo xứ Phương Lâm chuẩn bị được lãnh nhận thánh chức linh mục vào ngày 30 tháng 10 năm 2021 tại cộng thể Philip Rinaldi Xuân Hiệp Don Bosco Việt Nam. Xin cho thầy luôn bình an, trung thành và vững bước trong sứ vụ sắp được trao phó. Tỉnh dòng Salesian Don Bosco Việt Nam thông báo thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế do Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục giáo phận Sài Gòn, trao ban tác vụ thánh cho các anh em tu sĩ Salesian Don Bosco. Tác vụ linh mục 1. Phó tế Augustino Trần Đỗ Phúc. 2. Phó tế Giuse Nguyễn Duy Hồng Phúc. 3. Phó tế Vinh Sơn Phạm Hoàng Minh Sơn. 4. Phó tế Joan Bautista Nguyễn Đức Tín, truyền giáo Bolivia. Tác vụ phó tế 1. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Chiến. 2. Thầy Giuse Nguyễn Hồ Điệp. 3. Thầy Giuse Trần Bảo Lâm. 4. Thầy Giuse Nguyễn Cao Thái. 5. Thầy Giuse Cao Duy Vũ. Thánh lễ sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy ngày 30 tháng 10 năm 2021 tại cộng thể Philip Rinaldi Xuân Hiệp, số 54 đường số 5, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng người tham dự giới hạn trong nội bộ theo quy định phòng dịch và sẽ được truyền trực tiếp tuyến cho thân nhân và ân nhân hiệp thông.